Có một vị quan điểm rằng dukkha mà Đức Thế Tôn nhắc tới thật ra không phải khổ mà là bất toại nguyện. Bởi vì đối với các vị A-la-hán thì thế giới này không còn khổ nữa, mà chính tại đây là Niết Bàn, nên nói rằng thế giới này là khổ là không đúng. Phải không thưa sư? Thưa quý vị, khổ nó có hai loại khổ. Thứ nhất là khổ thân, thân thọ khổ. Thứ hai là tâm thọ. Tâm á, thì người ta dùng cái từ ưu, nhưng thực tế nó vẫn là đúc khác. Cho nên một vị thánh A-la-hán, các ngài tâm các ngài đó, các ngài không còn khổ, không còn khổ tâm, nhưng các ngài vẫn còn khổ thân. Bằng chứng là cái việc các ngài bệnh thì các ngài vẫn bị đau, và cái cảm thọ đau đó nó là khổ. Cho nên chúng ta không có nên nhầm lẫn mà chúng ta tách rời hai khái niệm ra. Cho nên là khổ, dù là khổ hay bất toại nguyện, bản chất nó là một. Tại sao sư nói bản chất nó là một? Tay bị đau, đứt tay. Mình có muốn bị đứt tay không? Chúng ta không muốn bị đứt tay, nhưng mà tay bị đứt. Thì cái khổ do tay bị đứt đó chính là bất toại nguyện. Đâu có ai muốn bệnh, thì cái bệnh đó là bất toại nguyện. Cho nên là chúng ta đừng có chơi chữ, đừng có dùng tung hứng những cái ngôn ngữ thì nó không có hay, và chúng ta sẽ đi ngược lại với giáo lý hồi nào chúng ta không biết. Tốt nhất ấy, là chúng ta căn cứ vào một là kinh tạng, hai là chú giải nhé. Còn gì, chờ thêm một tí. Nó có một câu á rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo, đó là gì? Sabbe sangkhara dukkhati, tức là gì? Các hành là khổ. Sabbe sangkhara dukkhati, thì cái sangkhara là gì? Cái sangkhara nó là những cái gì mà nó tổng hợp, nó mang tính chất tổng hợp, nó là duyên. Ví dụ như cái cơ thể này nó được cấu, nó được lắp ráp, nó được cấu tạo bởi nhiều cái nguyên nhân, nó được lắp ráp bởi nhiều cái thứ khác nhau: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật đàm, tim, gan, mủ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Và nó hoạt động được là nhờ vô số điều kiện: cần phải có sức khỏe, cần phải có tuổi thọ, cần phải có thực phẩm, cần phải có cái này, cần phải có cái kia. Thì tất cả những điều kiện đó bản thân nó là khổ. Sabbe sangkhara dukkhati, cái điều kiện đó, bản thân cái điều kiện nó là khổ. Còn khi chúng ta làm các nghiệp thiện ác, các việc thiện ác, thì các việc thiện ác đó nó là cái nguyên nhân, nó sẽ dẫn đến một cái kết quả, đó là chúng ta đi đầu thai cái đời sau kiếp khác. Cho nên bản thân các cái việc thiện ác đó cũng là dukkhati, nó là sangkhara đó. Nó là điều kiện. Khi chúng ta thỏa mãn cái điều kiện đó là gì? Làm các việc thiện ác, thì cái đó là sangkhara đó, và nó sẽ đưa đến tái sanh. Mà hễ còn tái sanh là còn chịu già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, thì cái đó là khổ. Thành ra nếu như mà ai đó mà nói với quý vị thế giới này nó không phải khổ á, thì vui lòng nhờ họ giải thích dùm câu sabbe sangkhara dukkhati, sabbe sangkhara dukkhati. Câu này Đức Phật nói nha, sabbe sangkhara dukkhati. Và cái sangkhara nó là cái gì?
Làm ơn đừng có phân tích nhiều, mà phân tích dựa trên chú giải, chứ làm ơn đừng có ngồi đó tự suy nghĩ. Nhớ dùm câu sắp bê xăng khá đúc ra đúc khá tí. Ai nói thế giới này không phải khổ thì làm ơn nhờ họ phân tích câu đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, Đức Phật nói các cái cảnh trong một bài kinh, khi mà sư tìm cái tài liệu cho kinh Trung Bộ, sư có thấy một bài kinh như thế này: những cái cảnh mà vừa ý, những cái cảnh vừa ý nha, nó là gốc của khổ. Ví dụ như những cái bông hoa đẹp, những con người dễ thương dễ mến, những thiện pháp, nó là gốc rễ của khổ. Vì sao? Vì tất cả các thiện pháp đó, dù cho nó là thiện pháp, nó dẫn tới tái sanh. Mà hễ còn tái sanh thì không thể tránh khỏi chuyện già, bệnh và chết. Như vậy quý vị có thể hỏi là, đi hơi xa tí xíu ha, quý vị có thể hỏi là, ủa như vậy thì tôi làm các thiện pháp làm chi? Chính vì như vậy đạo Phật mới xuất hiện, và chính vì như vậy Đức Thế Tôn mới có mặt ở đời. Bởi vì sao? Bởi vì ngài nói là làm thiện cũng có năm bảy đường. Cái cách mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta làm thiện không phải làm thiện để chúng ta mong cầu ở cái kết quả đời sau kiếp khác, mà chúng ta làm thiện vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì khi đó cái thiện đó nó mới không là cái nhân sanh khổ. Còn khi chúng ta còn mong thiện, chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí giữ giới hành thiền, mà chúng ta mong cầu đời sau kiếp khác chúng ta giàu sang, chúng ta có được gia đình hạnh phúc, chúng ta có được sức khỏe, chúng ta có được sắc đẹp, thì những cái đó nó sẽ là nhân sanh khổ. Bởi vì còn có tái sanh là còn có già bệnh chết. Huống chi đời nay chúng ta biết làm thiện nhờ chúng ta biết Phật Pháp, đời sau có hay không? Nên ngay cả thiện pháp nó cũng là nhân sanh khổ. Sắp bê sằng kha rá đúc kha tí. Ha, cái gì nó là duyên tạo, nó là sự tổng hợp, nó là điều kiện thì chắc chắn nó là khổ. Huống chi những cái huống chi những cái khác. Cho nên ấy, tôi cũng nhận câu này ha,